quấn một cái ngọn ở trên này. Cái này chỉ cần làm cái tam đa là đẹp. Cần bên này, cần bên này. Cần trên đỉnh đây, là đẹp. Cái rễ này tôi phải xử lý lại hết đấy nhỉ. Cái rễ này, cái rễ này có khi mới phế đi luôn. Mình phế cái rễ này đi thì nó mới nộ được cái bệ này ra. Cái rễ này nó bị che cái thân đấy. Ngay cả nó che mấy cái rễ sau đây. Quay một vòng này. Bên này cũng đẹp. Cái này bệ đẹp quá. Đây nghe cái cây đấy hôm nay đây. Để tôi đuôi được một số cái cành chốt đây. Giờ hôm nay tôi thay đất cho nó anh em ạ. Đưa lên cái chậu khác thay đất nuôi tiếp. Thì giờ tôi nhổ nó lên tôi quay anh em xem cho vui nhá. Để tôi hãm lá nó lại luôn. Để cho nó bật lộc nữa. Đợt tiếp theo là uốn anh em. Gốc này là đa số là những gốc ở bờ rào. Cắt đây. Nuôi lại. Mới được vài tháng thôi anh em ạ. Cây này lúc tôi mua ở bờ rào là mua của bà con mấy trăm nghìn, 500 nghìn.
giờ thì ra tiền. Cái rễ cao của nó nuôi cho nó, những cái rễ này nó cục nó ăn xuống. Hai tháng sau thì nó bật mầm mới, bắt đầu uốn. Cái này uốn một cái là đẹp. Lấy máy làm lại những cái vết cắt này. Cái này khá già, hoa nhiều lắm.